lần đầu tiên gặp anh ấy. À, như F4 kìa. Ánh mắt đó. Anh ấy nhìn mình sao? Mình muốn gặp lại anh. Bọn họ ý mình giàu có nên không có ai ra gì hết á. À, đúng rồi đó, nhất là trưởng nhóm chưa ca xa. Bọn họ thiệt là đấy. Đứng lại chưa ca xa. Anh đúng là kẻ tự cao tự đại kiêu ngạo xấu xa, lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp người khác, đồ đầu quán khó. Có ngon thì cứ tìm chân cơ si này. Cô tưởng cô là ai trong cái trường này mà dám làm vậy với tôi? Ai hả? Đồ khó. Bố ơi, cứu mình với. Âm thanh ấy. Tâm hồn mình như đang bay theo gió vậy. Các cô mau tránh xa Chukishi ra, có nghe không? Biến hết đi. Có nghe gì không? Từ bây giờ không ai bắt nạt cô nữa đâu. Từ giờ ai dám đụng tới Chukishi coi như đụng tới Rui này. Anh Rui, cảm ơn anh vì đã ở bên em. Con nhà giàu phát sóng lúc 20 giờ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV3.